rồi xạo rung ở đầu, rung lắm rồi. Nhích nhíu xíu gà là nó rần rồi. Test trước khi làm cho anh em coi nha. Nè, cái nồi đang xào nè. Cái nồi zin đó, nó chạy nó lên khoảng 80-15% rồi, tới đây là nó đứng. Trong làm nồi xong nó sẽ mở tôi lên luôn. Thì cái xe nó nhẹ bốc hơn, khắc phục cái lỗi lì nồi nó rung vào đầu luôn. Rồi ok, đây chiếc ý sau khi mình làm nồi xong mình bay gánh bi ha, bẻ độ đó, làm hết này luôn, mình vớt rồi theo bạn mình để làm bố là xô chua. Bây giờ mình đắp rồi mình test cho anh em coi ha, hai lúc nó rung trời luôn. Cái lưu lượng gió nó nhiều hơn, cái xe mình nó nhẹ bốc thôi. Cái lọc dưới zin thì bản thân nó không có đủ gió chạy. Mình gắp rồi mình quay cho anh em xem khắc phục cái lỗi rung ra đầu với lì nồi luôn nha. Rung ra đầu rồi, đem mua cầu người mình nha. Đấy. Khá bận rộn anh em. Vậy rồi mình thật ý cố gắng không xe cho anh em, khá là đông luôn.